Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp toàn cảnh lễ cưới của Ngọc Sơn Như Quỳnh, dàn mỹ nhân đổ bộ giữa không gian đẹp như mơ. Sau nhiều lần trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ cưới của Ngọc Sơn Như Quỳnh sau 6 năm đã diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại Hà Nội. Đây vốn dĩ là tình yêu đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam nên cô dâu Như Quỳnh và chú rể Ngọc Sơn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại, không gian tiệc cưới của cặp đôi. Cũng được đầu tư từ các vật liệu trang trí đến ý tưởng toàn bộ hoa sen, lúa đều được trồng riêng từ nhiều tháng qua. Chưa dừng lại ở đó, trong làng giải trí, Như Quỳnh không những mặc váy cưới mà tự tay thiết kế áo dài nữ ca sĩ, diện áo dài màu trắng tinh, có họa tiết hoa sen vô cùng tinh tế. Dù Hà Nội đang có thời tiết lạnh, thế nhưng đa số ca sĩ, khách mời đều diện áo dài theo đúng với mong muốn của tân lang, tân nương. Hôn lễ của ca sĩ Như Quỳnh được lấy từ cảm hứng, từ những hình ảnh nền thơ của làng quê Việt Nam. Nhiều chất liệu truyền thống được sử dụng, có những vật liệu vô cùng đặc biệt như lúa nước, cẩu tre, lụa tơ của bức màn tỏ hè. Điểm đặc biệt nhất giữa không gian tiệc cưới tái hiện lại thêm những cánh cửa bức màn, bộ cửa được mượn từ một ngôi nhà cổ gần 100 năm ở Bắc Ninh. Thông tin về giọng ca hải ngoại sinh năm 1970, sắp tới hôn nhân của ông Hoàng Nhạc Sĩ Ngọc Sơn được đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với mức độ nổi tiếng của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời dân mạng đang bàn tãi sôi nổi về thông tin này. Trước thông tin dư luận xôn xao đó, trợ lý của ca sĩ Như Quỳnh đã phủ nhận và cho biết đó chỉ là thông tin thất thiệt. Người hỗ trợ cũng như nói thêm, khi nghe được những thông tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Như Quỳnh nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, nhưng cuộc đời của cô lại gặp không ít trân chuyên đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh bao giờ mặc váy cưới đúng nghĩa. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người đã chủ động nói lời chia tay. Sau khi cảm thấy không đem lại hạnh phúc cho anh, ca sĩ Người Tình Mùa Đông cũng không ngần ngại nói về chuyện làm mẹ đơn thân. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, quá khó đi. Quỳnh cảm thấy khó tính vô cùng, mọi người thấy tôi mặc áo dài. Nhưng bước xuống sân khấu là tôi là con trai đấy. Nói chơi vậy thôi, tính tình của Như Quỳnh cũng hơi mạnh mẽ, cho nên con gái khi gần tôi rất sợ, ngại lắm nên cháu hay vẫy vĩnh bà ngoại, ông ngoại và cậu. Mỗi lần gần lại mẹ lại sợ, bé Thư thường nói, mẹ hát hay nhé, mẹ giữ sức khỏe nhé, thôi con không nói nữa đâu, mẹ giữ quá đi. Còn về phần Ngọc Sơn ở tuổi ngoài 40, anh vẫn chưa tìm được bền đỗ của cuộc đời mình. Anh cũng từng tâm sự về tình cảm bao giờ cũng hơn tình yêu dành cho Như Quỳnh. Tôi từng dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Hồi đầu mới còn nghe mà chưa gặp lại người con gái này, tôi đã thấy rung động một sống tình như tình yêu sét đánh. Tình cảm đó, bởi thế nó cao hơn cả tình yêu. Sau này thì tôi biết đó là sự ngưỡng mộ trước một giọng ca xứng đáng để đời như thế. Ngọc Sơn từng thừa nhận trước năm từng yêu thầm Như Quỳnh vì cô xinh đẹp. Chắc chắn bởi vì cách sống dịu dàng, sống nhân hậu, Như Quỳnh rất tình cảm, chân thành với mọi người. Có lần tôi được lời mời tới ăn cơm với gia đình Như Quỳnh. Qua những cư xử đời thường, tôi cảm thấy vô cùng kỳ mến cô ca sĩ này. Chắc chắn nhờ đó mà tôi không chỉ rất được nhiều người yêu quý, thầm thương trộm nhớ Như Quỳnh. Tuy nhiên tình cảm đó là một chuyện, còn duyên phận có đủ đến với nhau hay không lại là một chuyện khác. Hiện tại tôi vẫn trân trọng Như Quỳnh, nhưng đó là tình cảm như người anh em, đồng nghiệp thân thiết thì thôi. Ngọc Sơn chia sẻ, ca sĩ Như Quỳnh được khen giữ nét khả ái từ thuở mới vào nghề vì hình ảnh thân thuộc với tà áo dài. Như Quỳnh diện áo dài chụp ảnh quảng bá cho album. Người phụ tình tôi, chị chuộng trang phục truyền thống, thường mặc áo dài, form cổ điển với họa tiết đồng quê. Khi thực hiện các dự án, dân ca, trữ tình,
Trên trang cá nhân, nhiều khán giả, đồng nghiệp khen chị giữ nét phúc hậu như hình ảnh ở thập niên 1990 những ngày qua, như Quỳnh kỷ niệm 30 năm vào nghề năm 1991 khi còn là giáo viên thanh nhạc. Nhà thiếu nhi quận 1, chị đăng ký thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mùa đầu, đoạt giải đặc biệt trong một số điểm tuyệt đối. Là thí sinh duy nhất đoạt thành tích trong lịch sử cuộc thi, sau đó chị nghe theo gia đình sang Mỹ. Định cư bắt đầu thành danh với dòng nhạc trữ tình quê hương. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh thân mật bên một người phụ nữ giấu mặt, trong đó nam ca sĩ diện bộ vest đứng bên cạnh cùng một người phụ nữ mặc áo cưới, cả hai có nhiều cử chỉ thân mật như ôm eo, nắm tay. Ngoài những hình ảnh này, Ngọc Sơn còn lấp lửng viết nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì. Trước đó, vào ngày 13 tháng 7, anh cũng đăng tải một bức ảnh có hình của mình và người phụ nữ này kèm theo giọng nói: tôi yêu người con gái, ăn trong nồi, ngồi trong hướng, đi đứng nhẹ nhàng, dịu dàng lễ phép. Vì 6 năm qua, diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, vốn là người yêu nét đẹp truyền thống văn hóa quê hương, nên cô dâu Như Quỳnh và chú rể Ngọc Sơn tự tay chuẩn bị mọi thứ trong ngày trọng đại. Trong không gian tiệc cưới của cặp đôi cũng như đầu tư từ vật ly liệu, trang trí đến hình ảnh, ý tưởng toàn bộ đều là hoa sen, lúa đều được trồng riêng từ nhiều tháng qua. Chưa từng trong làng giải trí, Như Quỳnh không mặc váy cưới mà tự tay thiết kế áo dài, ca sĩ diện màu trắng tinh khôi, có huy hiệu một, trang trí đến ý tưởng. Vô cùng tinh tế, dù Hà Nội đang trong thời tiết lạnh thế nhưng đa số ca sĩ khách mời đều diện áo dài theo đúng mong muốn của tân lang tân nương. Hôn lễ của ca sĩ Như Quỳnh được lấy cảm hứng từ những họa tiết hoa sen vô cùng tinh tế. Dù là Hà Nội đang có thời tiết lạnh, nhiều chất liệu truyền thống được sử dụng, có những vật liệu vô cùng đặc biệt từ lụa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức màn, tỏ hè, đặc điểm nhất là giữa không gian tiệc cưới còn có sự tái hiện của những cánh cửa bức màn. Bộ cửa được mượn từ một ngôi nhà cổ gần 100 năm ở Bắc Ninh. Thông tin giọng ca hải ngoại sinh năm 1970, sắp tới tiến hôn cùng ông nhàng. Ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn đang nhận được sự quan tâm của công chúng mới đây. Dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông Hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn đã yêu nhau được một khoảng thời gian dài và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo thông tin đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai người sau nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với mức độ nổi tiếng của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời dân mạng cũng bàn cãi sôi nổi về thông tin này. Trước thông tin làm dư luận xôn xao, trợ lý của Như Quỳnh đã nhận và cho biết đó chỉ là thông tin thất thiệt. Người trợ lý nói thêm, khi nghe những tin đồn này, Ngọc Sơn chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Như Quỳnh nổi tiếng xinh đẹp và tài năng, nhưng cuộc đời của cô gặp không ít trăn trở đổ vỡ. Cô từng có hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và một cô gái dễ thương, song Như Quỳnh chưa bao giờ mặc váy cưới đúng nghĩa. Năm 2015, trong một tách show, nữ ca sĩ còn lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân nói về chuyện làm mẹ đơn thân. Vừa làm cha, vừa làm mẹ khó quá đi. Quỳnh khó tính vô cùng, mọi người thấy tôi mặc áo dài, nhưng bước xuống sân khấu tôi là một người con trai đấy. Nói chơi vậy thôi, tính khí của Như Quỳnh rất mạnh mẽ nên con gái rất sợ. Ngọc Sơn chia sẻ, ca sĩ Như Quỳnh giữ được nét khả ái từ thuở mới làm nghề, hình ảnh quen thuộc trong tà áo dài. Tuy nhiên tình cảm là một chuyện, còn duyên phận có hay không là một chuyện khác. Hiện tại tôi vẫn quý trọng Như Quỳnh và tôi vẫn yêu quý người con gái ấy. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Sơn chia sẻ loạt ảnh thân mật bên một người phụ nữ sổ mặt.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.